Bệnh sởi rubella đang diễn biến phức tạp, số ca tăng nhanh, biến chứng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Di động Cần Thơ. Cùng với tổ chức chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa dịch bệnh, ngành giáo dục đào tạo và ngành y tế đang phối hợp để tăng cường công tác phòng ngừa tại các điểm trường, nhất là bậc mầm non trên địa bàn. Phòng lớp thoáng mát, đồ chơi được vệ sinh sạch sẽ, trang phục của bé gọn gàng là yêu cầu được trường mầm non Quả Mi, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy chú trọng nhằm đảm bảo tốt sức khỏe cho trẻ. Và đến nay, trường chưa có trường hợp nào mắc bệnh sởi. Tuyên truyền của nhóm lớp để mà phối hợp với phụ huynh trong công tác mà phòng ngừa bệnh sởi cho trẻ và thực hiện cái tiêm vaccine bổ sung cho trẻ để phòng chống cái bệnh sởi. Các điểm trường mầm non khác trong thành phố cũng đang khẩn trương thực hiện công tác phòng bệnh sởi trong hoạt động bán trú tại trường. Từ việc quan tâm thực hiện các công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng lớp đến khâu tiêm ngừa và dự phòng cả việc có học sinh mắc bệnh. Để phòng chống dịch bệnh sởi thì trước tiên thì nhà trường sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh trường lớp, phía trong và bên ngoài lớp học. Bên cạnh đó thì tăng cường các cái bữa ăn, đảm bảo chất dinh dưỡng và tăng cường C để đảm bảo cho trẻ đủ sức khỏe. Hoạt động hàng ngày thì nhà trường là thực hiện tốt cái công tác là vệ sinh, phòng chống dịch bệnh. Thì vệ sinh môi trường để thông thoáng phòng lớp và thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Cùng với chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi do thành phố phát động, các quận huyện cũng đã phối hợp với ngành y tế để triển khai công tác phòng bệnh và đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh. Do điều kiện trẻ nhỏ phải ở bán trú, nguy cơ lây lan nhanh nên việc theo dõi biểu hiện trẻ nhỏ và ngăn ngừa lây nhiễm qua đường hô hấp được các trường quan tâm. Chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị nhà trường rà soát cái danh sách đối tượng học sinh, lập danh sách để mà cùng phối hợp với các cái cơ sở y tế trên địa bàn để tổ chức cái đợt tiêm, đồng thời là tăng cường cái công tác truyền thông ở trong cái đội ngũ nhà giáo. Ngoài công tác mà rà soát các đối tượng trẻ trong độ tuổi trên địa bàn phường An Hòa, thì bên cạnh đó thì về phía trạm y tế phường An Hòa cũng tăng cường công tác là tuyên truyền đến các quý phụ huynh cũng như là trên cộng đồng nhân dân trên phường An Hòa về cái công tác tiêm ngừa cho trẻ trong cái độ tuổi từ 1 đến 10 tuổi trên địa bàn phường để tiêm nhắc cái mũi sởi. Giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi vào lớp, vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh thân thể, che mũi miệng khi hắt hơi, thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của bé mỗi ngày. Bệnh sởi còn gọi là bệnh đau ban đỏ lây lan qua đường hô hấp nhanh và chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi chưa được tiêm phòng. Do đó, cùng với việc đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng vaccine phòng bệnh đầy đủ các mũi theo khuyến cáo, thì công tác phòng ngừa cần được các trường bán trú thực hiện. Phụ huynh học sinh cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và ngành y tế địa phương để phòng bệnh cho con em mình.